Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Oakley đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn ở Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay. Đây, thường nước ngoài họ sẽ sử dụng băng keo giấy giống như thế này để có thể bảo vệ môi trường các bạn nha. Đây, bên trong chính là hộp mặt kính của chúng ta, được đóng gói rất là đơn giản, nguồn gốc sản phẩm thì rất là rõ ràng, các bạn thấy đây. Đây là sản phẩm của chúng ta, một chiếc hộp rất là quen thuộc đến từ Oakley. Và phía trên nắp hộp chúng ta sẽ có một chiếc tem do nhà sản xuất họ dán lên để cung cấp một số thông tin rất là chi tiết về sản phẩm. Đầu tiên là về mã sản phẩm này các bạn, OO9341 Sliver XL. Đọc đúng là Sliver XL các bạn ha. Chúng ta sẽ có mã màu sẽ là 934107 Metal Black. Đó, và màu là màu trồng, đó là Metal Black là màu khung nha các bạn. 24K Iridium là màu vàng, 24K Iridium là màu trồng kính. Và chúng ta sẽ có đây, size kính là 57mm, chiều dài càng kính là 140. Rồi bên hông này chúng ta sẽ có đây, Made in Brazil by Lusitica. Chúng ta sẽ có tập đoàn Lusitica, đây là tập đoàn rất là lớn tại Ý các bạn ha. Và nó Oakley thì chung tập đoàn với Ray-Ban rồi đó các bạn. Rồi mình giải thích thêm một chút xíu toàn cho các bạn biết về tập đoàn này. Ngoài ra chúng ta sẽ xem này, không có thông tin gì khác cả, tên thương hiệu thôi. Bây giờ mình giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết ha. Trước hết thì mình xin phép là mình sẽ tháo cái phần hộp này ra trước, vì cách tháo của hộp này các bạn sẽ thấy này, nó hơi khó một chút xíu, nếu mà đeo vào tay nó rất là trơn sẽ không tháo được. Bên trong mình chúng ta sẽ có một mẫu kính, chúng mình sẽ lấy ra ha. Và trước hết thì mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về cái thương hiệu Oakley này cho những bạn nào chưa biết. Thì Oakley được thành lập vào năm 1975 và được mua lại vào năm 2007. Đây là một trong những thương hiệu thiết kế sản phẩm thể thao hàng đầu thế giới, được các vận động viên đẳng cấp thế giới lựa chọn để thi đấu ở cấp độ cao nhất có thể. Họ nắm giữ hơn 850 bằng sáng chế. Oakley cũng được biết đến với các công nghệ ống kính sáng tạo, bao gồm ống kính Ryzen độc quyền của thương hiệu. Và Oakley đã mở rộng vị thế của mình như là một cái thương hiệu kính mắt thể thao vào các ngành may mặc và phụ kiện nữa. Cung cấp các dòng sản phẩm dành cho nam và nữ, thu hút được rất là nhiều người tiêu dùng phong cách năng động và có tinh thần thể thao trên khắp thế giới. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, thì tập đoàn này đã vận hành 361 cửa hàng Oakley trên toàn thế giới, bao gồm trong đó là 81 địa điểm nhượng quyền. Và đó là cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này các bạn, cho các bạn có thể nắm được ha. Đây là một cái thương hiệu chuyên dụng về kính thể thao. Và đây bên trong chúng ta sẽ thấy nè, một chiếc túi du lịch đựng mẫu mắt kính của chúng ta, chiếc túi nhung nha các bạn, và một số hướng dẫn đến từ Oakley. Đây túi rút nha, mình sẽ mở ra luôn. Đây là như mắt kính của chúng ta nằm trong đây, bảo quản rất là cẩn thận đây, rất là đẹp các bạn, cực kỳ hoàn hảo luôn. Oakley thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng khá là đơn giản bằng cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính như thế này. Tạm thời mình sẽ lấy ra nha. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, cực kỳ bóng bẩy. Mẫu sản phẩm này sẽ có tên rất là ngắn gọn thôi, Oakley Sliver XL, với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là OO9341-07. Thì đây là một cái cách viết mã mới của Oakley, họ đã cung cấp một cái hình thức viết mã mới. Trước đây thì mã khá là dài, bây giờ họ đã rút gọn hơn rất là nhiều rồi. Về độ rộng kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 56.9mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính của trang web ship.vn đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với gương mặt của mình. Tuy nhiên trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương cũng như là cái phần form kính nữa. Đây là những cái yếu tố cực kỳ quan trọng giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang và phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thật sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính nó mới là dành cho bạn.
Về phần trồng kính thì chúng ta sẽ được Olay trang bị cho các sản phẩm một cái trồng kính công nghệ Rhizom độc quyền của thương hiệu, được thiết kế để tăng cường màu sắc và độ tương phản, giúp bạn có thể xem chi tiết hơn. Cái công nghệ ống kính Rhizom này giúp tinh chỉnh tầm nhìn của bạn và chỉ cho phép 11% ánh sáng lọt qua trồng kính trên mẫu này. Mình đang nói là trên mẫu này thôi, tùy theo cái môi trường hoạt động cũng như là cái nhu cầu của mình mà họ sẽ trang bị cho những cái sản phẩm nó phù hợp với con mắt của mình nhất và cũng như là phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Thì trên sản phẩm này chúng ta sẽ có là 11% ánh sáng lọt qua và nó phù hợp với môi trường ánh sáng rực rỡ các bạn ha. Đó, nếu mà ánh sáng tối quá thì khi mà truyền vào mắt chúng ta chỉ có 11% ánh sáng thì chắc chắn là nó sẽ bị tối và không đủ sáng để chúng ta nhìn rõ vật thể. Các bạn dễ hiểu ha, mình giải thích đơn giản như vậy thôi. Độ tương phản thì trung bình. Ống kính Rhizom thì tăng cường đáng kể chi tiết, cách cải thiện cái hiệu suất và cung cấp cái điều chỉnh màu nó cực kỳ chính xác luôn, được thiết kế cho các môi trường cụ thể. Thì bên cạnh đó mặt kính của chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm một cái phần lớp phủ gương mirror. Màu trồng kính cơ sở của chúng ta là màu cơ bản là màu đồng nha các bạn, và được phủ thêm một cái lớp tráng gương màu vàng 24K đây. 24K iridium đó chính là cái ý nghĩa hồi nãy trên phần tem họ thể hiện đó các bạn. Đó chính là cái màu này nè. Đó, phủ gương. Và so với kính mắt thông thường thì kính tráng gương nó sẽ phủ thêm một cái lớp mirror giúp bảo vệ kính là chống chày xước tốt hơn. Thế nên là kính tráng gương nó có độ bền cao hơn. Đây là một cái ưu điểm nổi bật mà người dùng rất là yêu thích. Nếu bạn là người thường xuyên hoạt động ngoài trời trong cái thời gian dài như là bơi lội nè, câu cá nè, đạp xe hay đi xe máy đường dài vân vân thì nên sử dụng những ủng mắt kính tráng gương như thế này. Nó sẽ giúp đôi mắt bạn được bảo vệ tốt hơn và tạo cái cảm giác thoải mái, hạn chế tình trạng gây chói lóa vào mỏi mắt. Vì cái khả năng phản sáng của phần tráng gương này nó cũng rất là tốt, khi ánh sáng đi vào sẽ phản xạ lại khá là nhiều đó, cho chúng ta giảm căng thẳng mắt đi. Về phần cầu kính ở đây chúng ta sẽ có là 18mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính là thường là 12-26mm. Thông số đo của cầu kính sẽ tính từ khoảng cách này đến khoảng này, đó là khoảng cách giữa hai mặt kính của bạn ha. Đây, phần này đây chính là cầu kính của chúng ta. Càng kính trên mẫu này sẽ là 140mm, một cái càng kính tương đối trung bình dành cho các mẫu kính mát. Các thông số thì thường sẽ được thể hiện bên trong càng kính bên trái như các bạn có thể thấy đây. Đầu tiên là tên bộ sưu tập là XL nè, rồi mã sản phẩm là OO9341-0757 và thông số kỹ thuật là 57-18-140 đó, các bạn sẽ thấy ha. Rồi, tên bộ sưu tập ở đây là các bạn Sliver đó, và bên đây chúng ta sẽ không có thông tin gì ha, đó là những thông tin bên càng kính bên trái thôi. Phía bên ngoài càng kính thì chúng ta sẽ thấy những cái đường vát cạnh nè, đó những cái đường gân rất là đẹp mắt, nó tạo nên cái nét thể thao năng động hơn rất là nhiều cho mẫu mắt kính của chúng ta. Logo chữ O của Oakley cũng được đặt rất là lớn ngay trên phần thân càng. Bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có ở hai bên luôn, cái chi tiết này thể hiện rất là rõ ràng. Nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mẫu sản phẩm của chúng ta ở mọi góc nhìn. Về dạng khung ở đây chúng ta sẽ có dạng khung rất là quen thuộc là dạng square, dạng vuông, một cái dạng khung rất là dễ dàng phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt khác nhau. Nó giúp tôn lên hình dáng khuôn mặt mà khiến cho gương mặt của chúng ta sẽ trở nên cân đối thanh thoát hơn rất là nhiều. Chính vì vậy nó sẽ sử dụng rất là rộng rãi các bạn nha. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có màu metal black, tức là màu đen mờ như các bạn có thể thấy nè. Nó tạo nên cái nét nam tính mạnh mẽ và thể thao hơn rất là nhiều cho mẫu mắt kính thể thao này. Chất liệu khung ở đây sẽ là một cái điều rất là đáng nói, là chất liệu khung nhựa Omester độc quyền của Olay nha các bạn. Là một cái loại vật liệu nhựa ni lông có công thức và thành phần đặc biệt. Chất liệu này thì ra mắt lần đầu tiên và độc quyền bởi thương hiệu Olay. Với nhiều cái đặc tính vượt trội thì kể từ lần đầu ra mắt năm 2012 cho đến nay thì rất là nhiều mẫu mắt kính Omester đã được giới thiệu và được rất là nhiều người dùng yêu thích. Chất liệu Omester nó có đặc tính là bền gấp 2 lần nhựa acetate, chịu được cả nóng và lạnh mà không bị giòn, cho nên nó khó có khả năng bị gãy hay là hư hỏng hơn. Thêm vào đó thì Omester có tính dẻo khiến nó rất là linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh gọng kính cho phù hợp nhất với gương mặt của bạn. Và đặc biệt thì Omester nhẹ hơn các loại vật liệu nhựa thông thường 3 đến 4 lần và nhẹ hơn cả nhựa acetate đến 25%. Đồng thời thì bề mặt nhựa không quá cứng, nhờ vậy nó có cái cảm giác đeo rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Đó. Hầu như là chiếc kính này nó có một cái trọng lượng phải nói là siêu nhẹ, và hiện tại mình đánh giá là có thể là nó đã là một vật liệu nhẹ nhất thế giới hiện nay rồi. Một cái vật liệu kính mang hiệu suất cao cho chúng ta có thể hoạt động trong cái thời gian dài mà không bị đau hai bên tai các bạn ha. Đó, cảm giác đeo rất là mềm mại và nhẹ nhàng. Phải nói là cực kỳ nhẹ luôn các bạn. Đây là những cái ưu điểm này. Qua cái góc quay bạn thấy là sản phẩm của chúng ta thì vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước ha. Phía trên phần khung nè, ống kính nè, hai bên càng kính cũng như là phần khớp kính đây rất là chắc chắn ở cả hai bên. Độ nảy của phần khớp kính thì đánh giá rất là cao các bạn nha. Đây, đó, độ nảy rất là tốt từ bên trong nè các bạn. Và những cái chi tiết đều còn hoàn hảo mới 100%. Và tổng kết lại thì các bạn thấy đó, một cái kiến trúc bóng bẩy với các chi tiết điêu khắc đã mang đến cho cái bộ sưu tập
Sliver nguyên bản của Oakley, một cái sự nổi tiếng vượt trội và thiết kế vượt thời gian, thì tất cả đều đã hiện có trong cái phiên bản XL mới này, với cái chiều cao thấu kính được mở rộng hơn dành cho những người có kích thước đầu lớn hơn và những người mong muốn có cái trường nhìn từ trên xuống được mở rộng hơn rất là nhiều. Thì đây chính là cái cải thiện mới trong cái bộ sưu tập Sliver XL mới này của Oakley. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Oakley nói chung, cũng như là mẫu Oakley Sliver XL ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.